Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Tối nay 22 tháng 12, xin lỗi các sếp cho phép chủ kênh được đi đón Giáng sinh sớm. Vào ngày mai 23 và chủ nhật 24, kênh sẽ ra video bình thường, không có nghỉ ngơi gì hết. Thế nên các sếp yên tâm nhé. Để không bị mất đề xuất, kênh sẽ làm một bản tin tổng hợp về những sự kiện nóng bỏng trên thế giới đã diễn ra trong tuần qua. Sếp nào xem rồi có thể bỏ qua. Một lần nữa, cho phép chủ kênh được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Lần này sẽ hơi khác một chút Đầu tiên chúng ta sẽ nói về tình hình của Việt Nam Chứ không phải là Ukraine Hẳn các bạn cũng đã đều biết Chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Tới Việt Nam đã diễn ra tốt đẹp Và kết thúc trong mấy ngày vừa qua Như tôi đã làm trong một số video trước Thì truyền thông phương Tây có vẻ không thích thú lắm với sự kiện này Đặc biệt là những người Mỹ Đơn giản là nếu Việt Nam càng thân thiết với cả Trung Quốc thì sẽ càng khiến cho Mỹ khó có thể kích động thêm những bất ổn trong khu vực Đông Nam Á giống như châu Âu và Trung Đông. Vậy những người Nga nghĩ như thế nào về câu chuyện này? Trên kênh RT, một trong những kênh truyền thông lớn nhất của Liên bang Nga đã có một bài phân tích về mối quan hệ của Việt Nam và Trung Quốc sau sự kiện Chủ tịch Tập Cận Bình có chuyến công du vừa qua. Bài báo có tiêu đề Quốc gia châu Á này chính là chìa khóa cho cuộc tranh giành quyền lực của Mỹ-Trung. Ngay từ đầu bài viết, Ấn Phẩm đã nhấn mạnh rằng Việt Nam đã tự khẳng định mình ở vị thế của một nhà vua đóng vai trò quan trọng trong các kế hoạch của cả Bắc Kinh và Washington đối với khu vực châu Á. Chúng ta đều biết rằng Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vừa thăm chính thức Việt Nam và gặp gỡ các lãnh đạo Đảng Cộng sản cầm quyền ở Hà Nội. Ông Tập ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước và cam kết sẽ đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới. Đồng thời, rất nhiều các thỏa thuận đã được ký kết. Một động thái như vậy có vẻ hiển nhiên vì cả hai quốc gia không chỉ là láng giềng mà còn có chung hệ tư tưởng chính trị. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ phức tạp hơn chúng ta vẫn nghĩ. Vào 3 tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thăm Việt Nam, người đã thành công trong việc nâng cao mối quan hệ của Mỹ với quốc gia Đông Nam Á này trở thành mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Sau đó, chỉ vài tuần trước, Nhật Bản cũng đã làm điều tương tự. Khi nhìn từ góc độ này, những lời đề nghị của ông Tập Cận Bình với Hà Nội trông không có vẻ mạnh mẽ, mà thay vào đó là hàng loạt các tiếng nói từ các cường quốc lớn hơn đang tìm cách chiếm trọn trái tim và khối óc của Việt Nam, một quốc gia có ý nghĩa địa chính trị quan trọng sẽ góp phần vào kết quả của một cuộc tranh giành quyền lực ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mặc dù Việt Nam là một quốc gia cộng sản, nhưng điều này không có nghĩa là mối quan hệ của họ với Bắc Kinh là thân thiện. Tất nhiên, nó không mang tính đối kháng hay thù địch công khai, nhưng dư luận trong nước vẫn cảnh giác cao độ với Trung Quốc, bởi vì phần lớn lịch sử Việt Nam liên quan tới một cuộc đấu tranh quyền lực để duy trì nền độc lập khỏi các triều đại đế quốc của Trung Quốc. Việt Nam, giống như nhiều quốc gia châu Á, có rất nhiều vốn văn hóa, triết học, công nghệ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, bản sắc dân tộc của Việt Nam lại luôn được đặt tiền đề là một quốc gia khác biệt với cả Trung Quốc và không bị Trung Quốc thống trị cả về mặt chính trị, hệ tư tưởng. Việt Nam thừa nhận rằng Trung Quốc là đối tác kinh tế quan trọng nhất của mình. Mặt khác, Việt Nam cũng đang nỗ lực để tránh quyền bá chủ của Trung Quốc. Đây không chỉ là lịch sử mà còn là hiện tại. Vào năm 1978, Trung Quốc xâm lược Việt Nam nhằm phá vỡ liên minh liên xô để khẳng định sự thống trị đối với quốc gia này. Không chỉ vậy, hai nước còn có các tuyên bố chủ quyền khác nhau ở biển đông một tuyến hàng hải đang tranh chấp với các tuyến đường vận chuyển và nhiều khu vực chứa tài nguyên quan trọng theo những cân nhắc của hà nội điều này dẫn đến một chính sách đối ngoại không liên kết nhằm tìm cách lôi kéo nhiều cường quốc nước ngoài bao gồm cả mỹ để tối đa hóa lợi ích chiến lược của mình nhiều người đặt ra câu hỏi làm thế nào mà việt nam có thể tán tỉnh hoa kỳ dựa trên lịch sử giữa hai quốc gia hà nội liệu có thể tin tưởng washington có vẻ như đúng là Việt Nam đang tự tin vào mối quan hệ của mình với Mỹ Bất chấp quy mô tội ác đã gây ra trong chiến tranh Việt Nam Bởi vì Hà Nội là những người chiến thắng trong cuộc xung đột đó Theo cách riêng của mình để thống nhất đất nước Vì điều này, Washington hiện đang quay trở lại bàn đàm phán Vì họ coi Việt Nam là một đối tác để cố gắng kiềm chế Trung Quốc chắc chắn hà nội có lý do chính trị và ý thức hệ để nghi ngờ điều đó nhà trắng không bao giờ có thể được coi là đồng minh nhưng những gì mà người mỹ mang lại là một cơ hội để đẩy nhanh sự phát triển kinh tế của việt nam cũng như tăng cường đòn bẩy quân sự của quốc gia này trong những tranh chấp quốc tế với cả trung quốc tất nhiên phía bắc kinh cũng nhìn thấy điều này và do đó kết quả đã dẫn đến một cuộc đấu tranh để tranh giành lấy lòng trung thành của hà nội điều này cũng đồng nghĩa với việc phía trung quốc càng phải đưa ra nhiều những lời đề nghị hơn để được phép ngồi vào bàn đàm phán cạnh tranh với các cường quốc khác đồng thời việt nam cũng phải đặt ra các điều kiện tham gia họ đang trở thành một nhà vua từ quan điểm của trung quốc việt nam trên thực tế là một khía cạnh quan trọng trong chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu vì quốc gia này cung cấp mặt nạ để che giấu nhãn hiệu sản xuất tại trung quốc nhằm né tránh các hạn chế thương mại và thuế quan do mỹ áp đặt rất nhiều các công ty của trung quốc đang đầu tư vào việt nam chính vì điều này đó là lý do tại sao thương mại của trung quốc với đông nam á đang tăng vọt để thay thế cho thương mại với mỹ các công ty trung quốc chế tạo các bộ phận và linh kiện quan trọng rồi vận chuyển đến các nhà máy của họ ở việt nam nơi lắp ráp hoàn tất và sau đó những sản phẩm này sẽ được vận chuyển tới mỹ nó tạo ra sự lừa dối rằng sản xuất tại trung quốc đang dần biến mất và cho phép các hoạt động thương mại gián tiếp của trung quốc với mỹ vẫn được tiếp tục như vậy quá trình hội nhập của nền kinh tế việt nam và trung quốc đồng thời càng được đẩy nhanh điều này là quá đủ để giữ cho hòa bình độc lập giữa hai nước hiện tại trước sự bao vây quân sự của mỹ việt nam không phải vị trí chiến lược để trung quốc đối đầu đó là lý do tại sao chủ tịch tập cận bình chọn cách cùng với việt nam phát triển quan hệ ngoại giao giữ việt nam là một nước láng giềng trung lập và không thù địch là ưu tiên cốt lõi của trung quốc đặc biệt là khi xét tới học thuyết chính sách đối ngoại cơ bản của mỹ nhằm kích động sự chia rẽ giữa bắc kinh và các nước láng giềng như một biện pháp ngăn chặn tuy nhiên việt nam chỉ đơn giản là muốn điều tốt đẹp nhất trên thế giới cho quốc gia của mình và chắc chắn họ đang thực hiện được điều đó Vâng, đây là toàn văn bài phân tích của chuyên trang RT mà tôi muốn gửi tới các bạn. Tại sao tôi lại đọc bài viết này? Bởi vì đây là một bài phân tích đầy đủ ý nghĩa cả về mặt địa chính trị, kinh tế, nó hoàn toàn trùng khớp với cả suy nghĩ của tôi. Có rất nhiều người Việt Nam chống Trung Quốc ngây thơ đến lạ. Họ nói với chúng ta rằng Ơ kìa, Việt Nam đang nhập siêu của Trung Quốc Trong khi Việt Nam lại xuất siêu cho Hoa Kỳ Rõ ràng là chơi với những người Mỹ có lợi hơn Vậy nên, tại sao lại cần phải làm ăn với những người Trung Quốc Khi mà họ và chúng ta đang có những tranh chấp trên Biển Đông Tôi chỉ có thể nói rằng Giá mà những người bệnh hiểm nghèo Cũng có tư tưởng lạc quan như các bạn Thì tốt biết mấy Hãy nhìn lại bài phân tích Các bạn sẽ hiểu rằng Những lời mà tôi nói với các bạn trong các video trước Là không hề sai nếu chúng ta từ bỏ thương mại với cả Trung Quốc Thì không những chúng ta không bán được hàng hóa gì vào Trung Quốc Mà chúng ta cũng chẳng có hàng hóa gì để bán cho những người Mỹ nữa Số liệu mà tôi từng cung cấp trước đây cho các bạn rất rõ ràng Chỉ tính riêng năm 2023 Trung Quốc đã đầu tư hơn 8 tỷ đô la vào Việt Nam Trong khi Hoa Kỳ chỉ là 0,5 tỷ đô la Nếu tính năm 2022 Một năm trước đó thì Hoa Kỳ mới chỉ đầu tư khoảng 0,7 tỷ đô la Còn Trung Quốc là hơn 4 tỷ đô la Vì vào thời điểm đó Trung Quốc đang thực hiện lệnh giãn cách không giao du với quốc tế bởi vì đại dịch. Số liệu này đã cho chúng ta thấy Trung Quốc đang thực hiện chính sách di rời các tổ hợp sản xuất của mình tới Việt Nam để mà có thể lách luật trong cuộc chiến thương mại song phương giữa Trung Quốc và Mỹ. Việt Nam lúc này đúng như tờ báo Nga nói chúng ta đang ở vị thế của một nhà vua. Chúng ta vừa có thể tăng cường xuất khẩu và nhập khẩu sang một thị trường lớn nhất thế giới mà bao nhiêu quốc gia thể muốn, đó là Trung Quốc. Sau đó, chúng ta lại có thể tiếp tục bán hàng hóa cho Hoa Kỳ các bạn cũng không cần phải hỏi là hàng hóa này là của việt nam hay là của trung quốc đội lốt để bán cho những người mỹ nó không quan trọng bởi vì chúng ta ở giữa bất kể hàng hóa này có là gì thì chúng ta cũng thu phế thu được lãi điều gì sẽ xảy ra khi mà việt nam cắt quan hệ thương mại với cả trung quốc thú thật là tôi cũng chẳng muốn nghĩ tới điều đó bởi vì tất cả mọi thứ sẽ tăng giá từ cái quần lót mà chúng ta đang mặc tôi cũng chẳng biết mình còn có thể mua được hay không được rồi, không hẳn là không mua được. Nghe thì có vẻ hơi bi quan, tôi chỉ muốn nhấn mạnh tầm quan trọng trong thương mại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, không chỉ về lĩnh vực kinh tế mà còn cả về lĩnh vực địa chính trị, đặc biệt trong mối quan hệ phức tạp trên biển Đông. Chưa cần nói tới câu chuyện chiến tranh, Việt Nam sẽ giống hệt như Ukraine trở thành một địa ngục theo đúng nghĩa, ngay cả khi chúng ta thắng. Trung Quốc chỉ cần đóng biên giới thôi thì toàn bộ hàng hóa nông sản của Việt Nam sẽ vang lên một điệp khúc quen thuộc là hãy giúp chúng tôi giải cứu. Ở chiều ngược lại thì các sản phẩm, nguyên liệu thô và những linh kiện công nghệ cao cũng không thể nào nhập khẩu vào Việt Nam để rồi sau đó chúng ta sản xuất bán cho những người Mỹ nữa. Như vậy chẳng phải là chúng ta bỏ thương mại với cả Trung Quốc. Chúng ta cũng mất hết hay sao? Lúc này cũng rất nhiều người lạc quan hơn cả bệnh nhân nói rằng không bán nông sản cho Trung Quốc thì bán cho các quốc gia khác, bán cho phương Tây, bán cho Mỹ và châu Âu. Nói thẳng với các sếp là bán được thì chính phủ đã bán rồi, lúc đó cũng chẳng cần thiết mà phải quan hệ với cả Trung Quốc nữa hãy nghĩ đến một thực tế là chúng ta có rất nhiều mối tương đồng văn hóa với cả trung quốc thế nên những sản phẩm của việt nam được trung quốc nhập khẩu nhiều vì trong sinh hoạt hai quốc gia có nhiều nét giống nhau đơn cử như sầu riêng đây là một mặt hàng có giá trị cao được chúng ta xuất khẩu khá nhiều vào thị trường trung quốc và thị trường trung quốc cũng rất đón nhận nó nhưng nhập khẩu sang phương tây điển hình là mỹ châu âu thì được bao nhiêu người ăn họ không chê mùi thum thủm đã là tốt lắm rồi trong khi nhiều loại hoa quả khác cũng vậy như nhãn như vải đây là những loại hoa quả ăn ngon nhất khi tươi Thế nên xuất khẩu cho những người Trung Quốc cũng là điều hợp lý Họ vừa gần chúng ta Họ có thể mua với một số lượng lớn và giá thành cũng rẻ hơn Trong khi đó nếu xuất khẩu mặt hàng này sang quốc gia ở phương Tây Thì điều gì sẽ xảy ra Thông thường chúng ta sẽ có hai cách Đó là chế biến sấy khô Hoặc dùng công nghệ cao để bảo quản tươi Giá thành chắc chắn sẽ bị đội lên rất nhiều khi xuất khẩu sang thị trường phương Tây Và những người dân của phương Tây khi tiếp cận những loại hoa quả này Họ chỉ có thể mua với một số lượng rất ít Bởi vì giá thành cao để ăn thử Tân cử như vậy thì ở Bắc Giang, ở Việt Nam chúng ta, mấy chục nghìn một cân ăn tới mức lờ cả mồm long cả móng. Nhưng mà khi sang Nhật, 12 quả họ bán một triệu, tôi thử hỏi các bạn rằng các công dân của Nhật mấy ai tiếp cận để ăn liên tục hoa quả này thay cơm? Ở chiều ngược lại cũng vậy, các bạn tự hỏi mình xem các bạn có thể ăn được mấy lần những hoa quả nhập khẩu từ phương Tây có giá trị hàng trăm, thậm chí lên đến hàng triệu một cân. Đấy là tôi còn chưa nói rằng những loại hoa quả này thậm chí còn kém xa so với hoa quả từ vùng nhiệt đới của chúng ta. Vậy nên, câu hỏi được đặt ra là hàng trăm, hàng nghìn tấn hoa quả của Việt Nam liệu có thể xuất khẩu được sang phương Tây không? Chắc chắn là không rồi. Thế nên, thị trường quan trọng nhất vẫn là ở những khu vực châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Tôi là một người cực ghét chiến tranh và cũng không thích một ai lợi dụng giống như kiểu Ukraine trở thành một đất nước hoang tàn. Thế nên, với câu chuyện của Trung Quốc, một mặt tôi lên tiếng để bảo vệ chủ quyền, mặt khác tôi ủng hộ việc giao thương kinh tế ngày một nhiều hơn với cả Trung Quốc. Sẽ không bao giờ có chiến tranh giữa hai quốc gia khi mà Việt Nam và Trung Quốc đều có lợi ích về mặt kinh tế ràng buộc lẫn nhau và đặc biệt là chúng ta ở phía trung lập không đứng về bên họ để chống lại bên kia. Mỹ là quốc gia đi đầu trong việc kêu gọi thế giới chống chủng. Nhưng Mỹ lại đang trở thành một kẻ đi đêm giỏi nhất trong câu chuyện này. Họ ra vẻ chiến tranh thương mại với cả Trung Quốc, giảm nhập khẩu từ quốc gia này. Nhưng họ lại thông qua Mexico để nhập khẩu nguồn hàng đó. Câu chuyện cũng giống như ở Liên minh Châu. EU muốn ngừng nhập khẩu năng lượng của Nga, nhưng EU lại nhập khẩu khí tự nhân hóa lỏng của Nga qua Ấn Độ. Sự thật thú vị ở đây là Việt Nam và Mexico đang trở thành những nhà vua trong một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Mỹ không thể nào bỏ được Trung Quốc, nhưng họ lại càng không thể từ bỏ được mặt mũi của mình. Thế nên giống EU, họ chơi một trò chơi để lừa cả thế giới. Nếu nhìn vào những số liệu phân tích, các bạn sẽ nhận thấy rằng chẳng có cái được gọi là chống Trung Quốc ở đây. Hãy nhớ rằng trong câu chuyện của Mexico, quốc gia này hầu như không hề có bất kỳ một cơ sở sản xuất lớn nào. Thế nên tại sao họ lại có nguồn hàng nhập khẩu tăng kỷ lục để tuôn vào Hoa Kỳ? số liệu chỉ ra rằng thương mại song phương giữa mỹ và trung quốc giảm đột ngột nhưng thương mại song phương của mỹ với cả mexico tăng đột biến trong khi đó thương mại song phương của trung quốc với mexico cũng tăng tương tự điều này đơn giản chỉ là mexico đang trở thành sân sau để những người mỹ có thể mua hàng từ trung quốc một cách dễ dàng hơn có một điều tôi thấy rất buồn cười là những người mỹ nói tiếng việt phản đối việc việt nam chơi thần làm ăn kinh tế với cả trung quốc thế nhưng mà bố của họ đang vẫn tiếp tục mua hàng của trung quốc thì họ lại im rè không hề có một lời phản đối hay biểu tình nào tại sao họ không đứng lên ra đường và đà đảo chính phủ hoa kỳ chơi thân với cả Trung Quốc Cộng sản. Nên nhớ rằng thương mại song phương của Mỹ với Trung Quốc lớn hơn rất nhiều lần thương mại song phương của Việt Nam với cả Trung Quốc. Thế nên tôi nghĩ rằng các bạn đã có quốc tịch Mỹ rồi thì các bạn phải bảo vệ lợi ích của Mỹ. Đừng để cho Mỹ chơi với cả Trung Quốc bởi vì những người Trung Quốc đang lừa đảo đấy, đang bẫy nợ đấy. Làm ơn phản đối nhập hàng từ Trung Quốc đi. Chắc hẳn các bạn cũng đều biết câu chuyện Liên minh châu sau một hồi nhóm họp khá là tốn tiền thuế của dân. Thì họ đã thông qua một quyết định trao tư cách đàm phán gia nhập Liên minh châu Ukraine. À điều này không đồng nghĩa với việc chế độ kiev có thể vào liên minh châu chỉ là họ sẽ có tư cách để đàm phán với giới tinh tướng cầm đầu của eu về việc ukraine có đáp ứng được những yêu cầu đòi hỏi hay không câu trả lời chắc chắn là không ít nhất là trong vài năm nữa bởi vì ukraine bây giờ vẫn đang có chiến tranh động thái này của eu chẳng khác nào như chính sách cây gậy và củ cà rốt họ đã biết được chế độ kiev đã thất bại trong cuộc phản công chống nga của mình người ukraine đang cảm thấy thất vọng và chán nản ra sao thế nên là liên minh châu mới đưa ra động thái này Nói thật với các bạn, nếu EU và NATO thật sự muốn cho Ukraine gia nhập thì họ đã cho gia nhập từ lâu rồi, ít nhất là từ trước khi có chiến tranh. Chẳng ai lại việc dễ không làm, tự mình đi làm việc khó, phải không nào? Có thể nói đây là một nguồn động lực để cho Ukraine tiếp tục thực hiện chính sách chống Nga tới những người dân cuối cùng. Họ biết được là họ vừa có tư cách gia nhập liên minh, thế nên là Zelensky có thể lấy đó là một đòn bẩy để huy động các công dân đẩy họ vào cỗ máy xay thịt không có lối về. Tôi nghĩ là Zelensky cũng hiểu điều này. Ông ấy cũng sử dụng một đòn bẩy để lợi dụng chiếc bánh vẽ của Liên minh Châu, qua đó thúc giục thêm tiền viện trợ. Phát biểu trên kênh chính thức của mình, Tổng thống online đã nói như sau. Trong những ngày tới, cùng với Ủy ban Châu, chúng tôi sẽ chính thức khởi động quy trình đánh giá luật pháp của Ukraine về việc tuân thủ các luật pháp của EU. Quy trình sàng lọc sẽ diễn ra. Chúng tôi đang chuẩn bị cho công việc về khuôn khổ đàm phán cho Ukraine. Chúng tôi mong điều đó sẽ xảy ra vào mùa xuân được biết rằng để ukraine có thể lấy được tư cách đàm phán gia nhập eu thì giới tinh tướng của liên minh châu đã phải sử dụng một sách lược đó là loại bỏ đi quyền phủ quyết của hungary có nghĩa là mời thủ tướng viktor orbán đi uống trà đá cho tới khi cuộc bỏ phiếu kết thúc và như các bạn đã biết sau đó câu chuyện đã trở thành lịch sử người dân ukraine thì hân hoàn mặc dù họ đã được vào eu quái đâu trong câu chuyện này hungary chính là những người được lợi ân cả để có thể mời thủ tướng Viktor Ban ra ngoài uống trà đá, tôi nghĩ cái giá của cốc trà này cũng sẽ là những gói viện trợ bổ sung mới cho Hungary. Được biết rằng EU vẫn giữ những gói tài trợ cho Hungary, đâu đó khoảng hơn 20 tỷ euro. Vấn đề ở đây chính là ngoài tư cách gia nhập Liên minh Châu Âu của Ukraine, Hungary vẫn còn đang nắm vận mệnh của chế độ kép bằng việc phủ quyết gói viện trợ năm 2024 của EU cho Ukraine lên tới 50 tỷ euro. Đây mới thực sự là vấn đề. Không có tiền cũng đồng nghĩa với việc lấy gì ra để chống nga mà đã không chống được nga thì chiến tranh bao giờ mới có thể kết thúc mà chiến tranh không kết thúc thì mãi mãi muôn đời sẽ chẳng bao giờ gia nhập được eu hay nato về mặt lý thuyết thì là vậy đấy là tôi còn chưa nói ukraine có thể gia nhập được những khối trên hay không còn phải hỏi ý kiến của những người nga giới tinh tướng cầm đầu của eu chắc chắn sẽ không thích hungary bởi vì tiền viện trợ cho ukraine trong đó có phần nhiều hoa hồng của họ làm gì có ai cho không ai cái gì đâu cần phải biết rằng 90% tiền viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine đều nằm ở Mỹ. Thế nên là tiền viện trợ của EU không được 90 thì cũng 60-70. và túi ai thì ai cũng biết đó là ai. Tôi nghĩ rằng tất cả những thành viên đứng đầu của mỗi quốc gia EU ủng hộ chính sách viện trợ tiền cho chế độ kép đều sẽ được cắt phế. Tự nhiên lại nảy lòi ra ông Hungary phản đối. Thử hỏi có tức không? Vì vậy, theo tờ Financial Times, các quan chức hàng đầu của EU đang dự định thông qua một chính sách để có thể loại bỏ hoàn toàn quyền phủ quyết của Hungary trong việc viện trợ cho Kép. Ấn phẩm nhấn mạnh, mặc dù Hungary cuối cùng không ngăn cản việc xét tư cách đàm phán gia nhập EU của Kiev, nhưng chính quyền của Thủ tướng Viktor Orbán kiên quyết phản đối gói viện trợ mới nhất 50 tỷ euro trong 4 năm cho Ukraine. Tiếp đó, tờ báo dẫn lại lời các quan chức giấu tên ở Liên minh Châu cho biết họ đang xem xét kích hoạt điều 7 của Hiệp ước chung giữa các quốc gia thành viên. Hiệp ước này sẽ cho phép một số quốc gia bị mất đi quyền nhất định của mình nếu vi phạm liên tục các nguyên tắc cốt lõi của EU. Tuy nhiên, nhiều báo cáo cũng chỉ ra rằng rất nhiều các quốc gia của EU đang do dự có kích hoạt điều 7 này hay không. Giới tinh hoa của EU lo ngại rằng mặc dù Hungary có thể tạo ra nhiều rắc rối hơn trong khối, nhưng nếu để quốc gia này độc lập, nó có thể trở thành con rối của Putin. Điều này gây ra rất nhiều nguy hiểm cho EU. Vâng, từ tất cả những báo cáo này chúng ta có thể thấy rằng Hungary chính là một cái kim đâm vào EU, làm cho họ muốn vứt bỏ cũng không được mà giữ lại thì cũng không xong. Các quốc gia mạnh mẽ nhất trong việc yêu cầu loại bỏ Hungary ra khỏi các chương trình nghị sự và bỏ phiếu chắc chắn rồi đó là những quốc gia thuộc khu vực Baltic. Đơn cử như Rasa, nghị viên của Châu, người Lithuania đã khẳng định trước EU rằng Ổ bản đang làm việc cho Nga và phá hoại EU từ bên trong. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi ủy ban, các nhà lãnh đạo hội đồng, chúng ta hãy bắt đầu suy nghĩ về thủ tục đình chỉ quyền bầu cử của Hungary. Tại sao những quốc gia này lại mạnh mẽ nhất trong việc ủng hộ tiếp tục viện trợ khí tài cho Kiev? đơn giản là họ biết thân biết phận của mình Họ là những quốc gia có sát đường biên giới với cả Nga Vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé hơn Ukraine rất nhiều Nếu Ukraine có làm sao thì những quốc gia này sẽ đứng trước đầu sóng ngọn gió trong cuộc chiến chống Nga Họ ủng hộ Ukraine vì họ sợ trở thành một Ukraine thứ hai để cho những người Mỹ lôi ra phục vụ cho mục tiêu địa chính trị của mình Tôi thật sự không biết bao giờ EU mới có thể thông qua gói viện trợ mới cho chế độ Kiev Nhưng tôi tin rằng gói viện trợ này chắc chắn sẽ được thông qua, chỉ là không biết số tiền bao nhiêu thôi EU đã mất đi chủ quyền của mình, thế nên họ không có quyền quyết định có ngừng hay tiếp tục viện trợ cho Kiev. Trong khi đó, ở Ukraine lúc này, đó là một sự hỗn loạn. Theo tờ New York Times cho biết, thì chính ủy của quân đội Ukraine đang trở thành những kẻ bắt cóc, chứ không phải là những chuyên gia hủy động. Ấn phẩm này nhấn mạnh rằng, các nhà tuyển dụng quân đội đang ngày càng trở nên hung hãn. Họ bắt những người đàn ông đang đi trên đường và gửi những người này tới trung tâm quân sự bằng cách sử dụng sự đe dọa, thậm chí là cả vũ lực. Đã có rất nhiều video chứng minh cho câu chuyện này Những người lính ép mọi người vào ô tô Và giữ những người đàn ông trái với ý muốn của họ Tại các trạm tuyển quân Đang ngày một xuất hiện nhiều hơn lan tràn trên mạng Theo các nhà hoạt động nhân quyền độc lập Những trường hợp như vậy xảy ra ngày càng thường xuyên hơn Suốt 6 tháng vừa qua Nhiều công dân Ukraine đang gửi đơn kiện Lên các cơ quan đăng ký quân sự và nhập ngũ tại vùng Chernitsky, những công nhân trong nhà máy tố những chính ủy quân sự là những kẻ bắt cóc. Đơn giản là những chính ủy này đã chọn một chiến thuật mới. Họ tước mọi hộ chiếu, căn cước công dân của những người đàn ông dừng trên đường, ép buộc họ vào ô tô đi đến những nơi kiểm tra y tế. Các luật sư nói rằng đang có hàng ngàn những ví dụ như vậy trên khắp đất nước Ukraine. Một nhà tuyển dụng quân sự giấu tên đã nói với tờ báo rằng trong một ngày, chúng tôi có thể tìm kiếm được từ 15 cho tới 20 lính nghĩa vụ tiềm năng khoảng 1 phần tư trong số họ đã đưa hối lộ cho những người quyết định việc nhập ngũ. Giá sẽ rơi vào khoảng 1.000 đô la cho mỗi người. Nhưng kể từ đó, trước sự gấp gáp của việc tăng thêm tuyển dụng, giá cả đang ngày một leo thang. Việc huy động này không chỉ áp dụng cho những người trốn tránh quân dịch, mà nó còn áp dụng cho cả những người trước đây đã từng xuân ngũ. Cuối cùng, New York Times đã kết luận, đây là một dấu hiệu cho thấy quân đội Ukraine đang phải đối mặt với những vấn đề vô cùng nghiêm trọng liên quan đến việc duy trì quân số. Chà, một tờ báo Mỹ cách đây một năm trước luôn tuyên truyền về một chiến thắng của chế độ Kiev. Vậy mà, giờ đây họ lại quay ngoắt 180 độ nói về việc Ukraine đã không còn cơ hội nào để chống Nga. Đây là một sự thật không thể phủ nhận. Chính người đứng đầu Tổng cục An ninh Tình báo Ukraine là Kirin Bunanov cũng đã thừa nhận điều này. Trả lời trước truyền thông, Bunanov khẳng định hiệu quả của việc cưỡng ép những người dân nhập ngũ gần như bằng số 0. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc đó. Trong 6 tháng đầu tiên của cuộc chiến Hầu như mọi người đều muốn tới nơi đây để chiến đấu Nhưng bây giờ chẳng ai muốn được gọi tới Thật không may Sẽ không còn câu trả lời nào hay khác ở đây cả Nếu họ không còn tìm thấy động lực cho câu chuyện này Thì bao nhiêu người sẽ bị ép buộc Hoặc bị dẫn độ vào quân ngũ theo luật đầy Xét một cách công bằng Thì hiệu quả huy động của chúng ta là bằng không Về nguyên tắc Đó là những gì đang xảy ra tại Ukraine lúc này Tiền đã không còn là ưu tiên hàng đầu của những người được huy động hầu hết người dân của chúng tôi mặc dù đều hét lên rằng tôi là người ukraine ukraine là trên hết nhưng chưa bao giờ họ cảm thấy mình là một công dân của ukraine họ không có cảm giác rằng kẻ thù đã chiếm được lãnh thổ và đây là nghĩa vụ thiêng liêng của họ để bảo vệ đất nước mọi người đều ủng hộ ukraine nhưng mọi người cũng đều đang chạy trốn chúng tôi hiện không có nhiều người để sẵn sàng làm bất cứ một điều gì tôi thậm chí còn không nói đến việc chiến đấu nhưng đây sẽ là hiện tại sẽ có tổn thất và con số này Cần phải được duy trì liên tục Chúng tôi sẽ tiếp tục huy động thêm Vâng, những lời thừa nhận của người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine Kirin Bulanov Đã chứng minh rằng chế độ Kiev không thể thắng Họ không thể thắng không phải là do Nga quá mạnh Nga cũng giống như Mỹ mà thôi Thứ mà họ không có giống Việt Nam Đó là một cuộc chiến để bảo vệ Tổ quốc đích thực Một cuộc chiến của toàn dân Về mặt bản chất thì chế độ Kiev chẳng khác nào như Việt-Ngan cộng hành Họ chiến đấu vì tiền Và khi hết tiền tất cả sẽ lũ lượt ra đi Đây là điểm khác giữa Ukraine và Nga. Lính Nga mang một ý thức hệ khác hẳn, họ sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc. Bất chấp tổn thất có là bao nhiêu, hãy nhìn lại lịch sử, các bạn sẽ thấy rõ điều đó. Trong cuộc chiến để chống chủ nghĩa phát xít năm xưa, Liên Xô đã phải nằm xuống 27 triệu người. Tất nhiên trong đó không chỉ có người Nga, mà còn bao gồm cả những công dân Ukraine và nhiều quốc gia khác. Nhưng Nga vẫn luôn là quốc gia gánh chịu tổn thất nặng nề nhất. Để rồi sao, họ vẫn vượt lên chính mình để trở thành một siêu cường theo đúng nghĩa. Bây giờ cũng vậy, Nga có những tổn thất trong cuộc chiến tại Ukraine nhưng họ thích nghi rất nhanh với môi trường chiến tranh thay đổi để khiến mình trở nên ngay một tốt đẹp hơn đây chính là lý do mà ukraine không thể thắng nato thì lại càng không nato chắc chắn sẽ không thể nào hy sinh hết một triệu những binh sĩ của mình lúc đó các quốc gia của nato sẽ loạn nhưng những công dân nga thì có thể làm được điều đó họ sẵn sàng đứng lên để bảo vệ tổ quốc nếu cuộc chiến với nato xảy ra vũ khí giữa mỹ nga không hơn kém nhau bao nhiêu nhưng ý chí thì khác rất xa Chẳng phải trong cuộc chiến tại Việt Nam, những người Mỹ tổn thất quá nhiều đã dẫn tới những cuộc biểu tình lan tràn trong chính Hoa Kỳ để yêu cầu kết thúc chiến tranh tại Việt Nam ngay lập tức. Vì vậy chẳng khó đoán lý do tại sao Mỹ và NATO là những người không bao giờ, không bao giờ dám chiến đấu với cả những người Nga. Vậy nên họ mới dùng hết tài lực, vật lực để bơm khí tải cho chế độ Kiev. Dùng tiền để cho những người Ukraine bán mạng chẳng phải là tốt hơn việc đưa những con em của Mỹ tham dự cuộc chiến hay sao. Được rồi, đó là câu chuyện của Ukraine và phương Tây Còn những người Nga thì sao? Tôi chẳng biết họ nghĩ gì nữa Chỉ biết rằng Nga đã chính thức đưa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất của mình vào hầm chứa ở khu vực phía nam Moscow Tôi biết rằng đó là tên lửa RS-24 dài tới tận 23 mét được thiết kế để mang nhiều đầu đạn hạt nhân có khả năng tái nhập mục tiêu độc lập Điều này cho thấy Nga luôn sẵn sàng để chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn một cuộc chiến với cả NATO nếu bọn họ dám Được biết rằng Nga có khoảng 5.800 đầu đạn hạt nhân còn Mỹ thì có khoảng 5.200 Thế nên là nếu hai quốc gia này thật sự có đối đầu với nhau thì toàn thể thế giới sẽ bị hủy diệt. Ở đó mà chống Nga và cũng ở đó mà mong những người Mỹ cứu. Nói vui vậy thôi chứ hai quốc gia trên thừa sự thông minh để họ sẽ không bao giờ có một cuộc đối đầu trực tiếp. Cũng đã lâu rồi tôi chưa nói về tình hình diễn ra xoay quanh khu vực Trung Đông. Vậy nên chúng ta hãy nói về nó trước. Cũng không có gì nhiều, trên giải Gaza vào lúc này, một trong những đội quân hùng mạnh thuộc top đầu thế giới là Israel đang thể hiện sức mạnh của mình bằng cách ném bom giải thảm, tấn công dân thường, mà theo họ gọi là để chống khủng bố hà mặt điều mà sẽ không bao giờ họ dám làm với những quốc gia hùng mạnh khác như là nga thậm chí là triều tiên hay iran sức mạnh quân sự của israel hay đơn cử như là nato các bạn sẽ thấy rất rõ trong những gì đã xảy ra đơn cử như trường hợp vào lúc này đó là lực lượng houthi yemen họ thuộc một phần rất nhỏ bé của khu vực trung đông nơi mà đây là khu vực duy nhất dám đứng lên để đấu tranh bảo vệ quyền lợi của những người dân palestine trên giải gaza và kêu gọi israel ngừng ngay việc diệt chủng Người Yemen đã tuyên bố rất rõ ràng rằng nếu Israel không dừng ngay những hành động của mình trên giải Gaza thì phía lực lượng Houthi Yemen cũng sẽ ngăn chặn biển đỏ, cấm mọi tàu bè qua lại có liên quan tới yếu tố Israel giao thương ở khu vực trên. Và quả thật họ là những người dám nói dám làm. Trong suốt gần 2 tháng qua, biển đỏ hầu như bị phong tỏa. Có rất nhiều các con tàu chở dầu có liên quan tới phương Tây đã bị ngăn chặn ở nơi đây. Thiệt hại theo ước tính có thể lên tới hàng tỷ đô la đơn cử như công ty năng lượng khổng lồ PP của Anh đã phải tạm thời đình chỉ tất cả các chuyến hàng chở dầu thô qua biển đỏ do các cuộc tấn công liên tục không ngừng nghỉ của lực lượng Houthi Yemen. Ngay lập tức, giá dầu thô tăng 1% và giá bảo hiểm đường biển tăng gấp 4 lần. Gregory Preu, một nhà phân tích lĩnh vực năng lượng cho biết, hiện tại vẫn chưa rõ tác động sẽ nghiêm trọng như thế nào. Rất nhiều các công ty vận chuyển đã chuyển hướng lộ trình của mình không đi qua kênh đảo Suez nữa. Lộ trình sẽ bị mất thêm khoảng 1 đến 2 tuần giá cả trong tương lai sẽ còn tăng cao hơn nhiều nữa. Được biết rằng, hai hãng vận chuyển tàu biển lớn nhất của toàn cầu là Maersk của Đan Mạch và Hapag của Đức cũng đã tạm dừng tất cả các chuyến tàu của mình đi qua biển đỏ vào ngày hôm qua do các mối đe dọa tấn công từ Houthi ngày càng gia tăng. Vâng, từ báo cáo này có thể thấy Houthi, Yemen, một lực lượng vô cùng nhỏ bé mà tôi có thể nói rằng họ còn nhỏ bé hơn rất nhiều so với những gì Ukraine đang có để chống Nga. Vậy mà họ dám đương đầu với toàn bộ một phương Tây tập thể. Vậy điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn rồi, đó là sự ban phát dân chủ sẽ ghé thăm. Ngay lập tức, đi đầu là những người Mỹ. Trước cuộc tấn công của Nga và Ukraine thì họ im thìn thít. Cả NATO cũng cùng im lặng theo Vậy mà giờ đây họ đứng lên vì hòa bình của thế giới thành lập một liên minh Để chống lại hào thì mèn Có thể nói là bé bằng cái móng tay út Theo báo cáo của Reuters Dẫn nguồn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin Nói rằng Mỹ đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp Với các bộ trưởng quốc phòng và đại diện cấp cao của hơn 43 quốc gia thuộc NATO và EU để thảo luận về mối đe dọa ngày càng gia tăng của hào thì đối với an ninh hàng hải ở Biển Đỏ. Mỹ tái khẳng định cam kết của chúng tôi đối với quyền tự do hàng hải và dòng chảy thương mại. Cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với một thách thức toàn cầu chưa từng có, đòi hỏi phải có những hành động tập thể ngay lập tức. Chưa rõ là cộng đồng quốc tế có phải gặp thách thức hay không, nhưng rõ ràng là lợi ích của Mỹ thì đang bị đe dọa. Giả sử trong trường hợp này, Nga mới là quốc gia chặn biển đỏ thì điều gì sẽ xảy ra? Mỹ, NATO và EU sẽ im thìn thít, không dám điều tàu chiến, máy bay tới nơi đây. Thay vào đó, họ sẽ sử dụng con bài Liên Hợp Quốc để dùng võ mồm ở chống Nga. Thật không may, đây chỉ là Houthi Yemen, một quốc gia vô cùng nhỏ bé, đã từng liên tục bị Mỹ không kích trong suốt nhiều năm qua. Sức mạnh của NATO đã được thể hiện rất rõ trong câu chuyện này. Nga, Triều Tiên hay Iran thì chúng tôi không dám đụng tới, chứ còn Yemen thì chúng tôi sẵn sàng thể hiện cho cả thế giới thấy sức mạnh xịn sò của liên minh. Vâng, để có thể tiêu diệt được một quốc gia nhỏ bé bằng cái móng tay út, vũ khí chủ đạo đó là những tên lửa tự chế và AK thì Hoa Kỳ đã thành lập một liên minh quân sự khét tiếng được gọi là chiến dịch những người bảo vệ thịnh vượng bao gồm gần 10 quốc gia như Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Ý, Hà Lan, Na Uy và Tây Ban Nha huy động hàng trăm tàu chiến, hàng trăm máy bay chiến đấu cũng như không người lái để vây kín biển đỏ việt nam chúng ta có một câu thông dụng để nói về ý nghĩa của chiến dịch này đó là khuyển đàn vậy câu hỏi được đặt ra vào lúc này là có phải lực lượng houthi yemen đã chặn hoàn toàn biển đỏ khiến cho mọi con tàu không thể qua lại hay không câu trả lời là đúng nhưng không phải tàu nào họ cũng chặn chỉ những con tàu có liên quan tới yếu tố israel có làm ăn buôn bán với quốc gia này thì đều sẽ bị chặn còn những con tàu khác vẫn có thể thoải mái thông thường và trong câu chuyện này người nga đang là những người hưởng lợi nhất theo một báo cáo thì những con tàu chở dầu của Nga không hề sợ bị hao thi tấn công. Tàu chở dầu của Nga vẫn thoải mái đi lại trong khu vực Biển Đỏ. Đơn cử như vào ngày 18 tháng 12, một chuyến tàu chở nguyên liệu thô của Nga đã vượt qua eo Biển Đỏ. Ngoài ra, cũng có rất nhiều các con tàu khác của Nga thoải mái đi qua kênh đảo Suez. Hiện tại Liên bang Nga là nhà xuất khẩu lớn duy nhất ở phía Tây Suez bởi các con tàu của phương Tây hầu như đã bị chặn. Kể từ tháng 11, Tới tháng 12 năm này, lượng vận chuyển dầu của Nga vẫn giữ ở mức 1,5 triệu thùng mỗi ngày. Như vậy có vẻ như Nga không hề bị thế giới cô lập như điều mà phương Tây nói hay nói chính xác hơn là chính họ đang bị cô lập bởi lực lượng Houthi Yemen. Bây giờ thì các bạn đã hiểu lý do tại sao những người Mỹ lại sốt sáng như vậy tạo ra hẳn một liên minh điều hàng trăm tàu chiến, máy bay chiến đấu, ra biển đỏ để mà đe dọa một lực lượng nhỏ bé bằng móng tay điều buồn cười trong cái liên minh này là lúc đầu có thêm sự tham dự của ả rập saudi và uae là hai quốc gia thuộc khu vực trung đông thường xuyên lên tiếng ủng hộ bằng mồm cho những người dân palestine trên giải gaza nhưng thực tế thì họ chưa có bất kỳ một hành động nào thiết thực cả tuy nhiên vào phút cuối hai quốc gia này đã từ chối tham dự vào liên minh chống yemen lý do tại sao ư ừ? Bởi vì lãnh đạo của Hào là Muhammad Bukhati đã tuyên bố rõ rạc trước truyền thông rằng nếu Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một phần của bất kỳ liên minh nào tấn công Yemen thì chúng tôi sẽ phá hủy tất cả những mỏ dầu và mỏ khí đốt cũng như những con tàu vận chuyển ở Ả Rập Saudi và UAE. Đây chính là một sự đe dọa trần trụi và Ả Rập Saudi, UAE có rén hay không? Rén là rõ ràng. Họ có thể bảo vệ được những khu vực thành phố của mình Nhưng làm sao họ có đủ thiết bị để bảo vệ các mỏ dầu, mỏ khí đốt của mình ở khắp nơi Người Mỹ chắc chắn cũng không muốn Ả Rập Saudi và UAE tham dự vào câu chuyện này Bởi vì lợi ích của họ cũng có trong đó Liên minh bao gồm 10 quốc gia đã là quá đủ Hàng trăm tàu chiến và máy bay chiến đấu cơ mà Muốn hủy diệt Houthi Yemen chỉ cần một phút mốt là xong Thế nhưng mà lực thượng Houthi có sợ hay không? Có vẻ như là họ không sợ Trước liên minh để bảo vệ những người thịnh vượng thì Yemen uh, đã thẳng thường tuyên bố đáp trả rõ ràng như sau. Ngay cả khi Mỹ thành công trong việc huy động toàn thể thế giới tham gia vào hoạt động này, thì chúng tôi cũng sẽ không dừng lại trừ khi tội ác diệt chủng ở Gaza dừng lại. Bất kể chúng tôi phải trả giá như thế nào và hy sinh những gì. Bất cứ ai tìm cách mở rộng xung đột đều phải gánh chịu hậu quả cho hành động của mình. Liên minh do Mỹ thành lập nhằm bảo vệ Israel và quân sự hóa vùng biển mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào họ đang ngăn cản yemen tiếp tục hoạt động hợp pháp của mình để hỗ trợ cho gaza đây là một liên minh đáng xấu hổ sự ủng hộ của lực lượng này dành cho israel là một vết nhơ trong lịch sử nó chỉ dẫn tới việc mở rộng phạm vi các cuộc xung đột và tăng rủi ro cho các tàu chở hàng vâng với tuyên bố này chúng ta đã rõ ràng houthi yemen một quốc gia vô cùng nhỏ bé với khí tài hạn chế đã sẵn sàng đương đầu với cả một liên minh quân sự hùng mạnh của nato do những người mỹ dẫn đầu được rồi, tôi không lạ gì NATO, họ mạnh nhất trong việc bắt nạt kẻ yếu. Nên nhớ rằng Houthi Yemen trong suốt hàng chục năm qua đã bị Mỹ không kích không còn gì hết, hầu như các hoạt động của họ là ở dưới tầng hầm. Vì vậy, tôi nghĩ đây cũng là một lý do họ cũng chẳng ngán chiến đấu với một liên minh hùng mạnh của NATO. Hầu hết những vũ khí của lực lượng Houthi Yemen đều là những trang bị vô cùng cơ động, có thể di chuyển dễ dàng, nó rất khó bị nhắm làm mục tiêu. Trong khi đó, các cuộc tấn công chủ yếu vào những con tàu trên biển đỏ, Houthi sử dụng các máy bay không người lái và tên lửa. Vậy nên, Mỹ muốn diệt Houthi thì khá khó, nhưng Houthi muốn diệt những con tàu chở dầu thì lại rất dễ bởi vì chúng di chuyển khá là chậm chạp. Ngay cả khi liên minh này ngăn chặn được điều đó cũng sẽ phải tốn một chi phí rất cao. Điều này được báo cáo rõ ràng trên tờ Politico theo đó, một tên lửa phòng không của Hoa Kỳ có trị giá 2 triệu đô la, trong khi những chiếc máy bay không người lái của Yemen thì chỉ có trị giá 2.000 đô la. Chính Lầu Năm Góc đã đưa ra những lo ngại của mình về chi phí trong cuộc tấn công của lực lượng hào thì Bộ Quốc phòng Mỹ báo cáo rằng 38 máy bay không người lái của nhóm Yemen đã bị các tàu khu trục đánh chặn. Chỉ riêng vào ngày hôm qua, tàu khu trục USS Kanei đã chặn 14 máy bay không người lái. Theo Bộ trưởng Hoa Kỳ Lloyd Stein thì những cuộc tấn công này là rất liều lĩnh, nguy hiểm và vi phạm luật pháp quốc tế. Đây không chỉ là vấn đề của Mỹ mà còn là các vấn đề của quốc tế. Nó xứng đáng nhận được phản ứng của cộng đồng. Vâng, từ báo cáo này chúng ta có thể thấy rằng Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đang thiệt thêm rất nhiều. Tất nhiên là họ cũng có thể dễ dàng tiêu diệt lực lượng Houthi Yemen với điều kiện là họ phải hoàn toàn cây sới tất cả những đường hầm ở dưới mặt đất. Trong trường hợp này, việc ném bom giải thảm là không ngăn thùa, họ bắt buộc phải thực hiện chiến dịch đổ bộ. Mà thực hiện chiến dịch này thì hãy nhìn Israel cho tới bây giờ nào đã tiêu diệt được Hamas. Nên nhớ rằng, Houthi Yemen nhìn thì có vẻ đơn độc, nhưng thực tế là họ cũng chẳng hề đơn độc đâu. Họ cũng không thiếu những khí tải cần thiết cho một cuộc chiến để chống lại Hoa Kỳ và Liên minh. Đứng sau Houthi chắc chắn sẽ có Iran. Điều gì sẽ xảy ra trong câu chuyện này? Iran sẽ tuồn khí tài cần thiết cho Houthi Yemen, nhưng khí tài của Iran sẽ phải mua từ đầu và bổ sung từ đầu. Như vậy thì Nga và Trung Quốc lại ký những hợp đồng quốc phòng với cả Iran. Về mặt bản chất, với hành động này thì Nga và Trung Quốc sẽ không bị Mỹ và Liên minh NATO lên án. Bởi Iran cũng là một thành viên của BRICS, họ có thể hợp tác lẫn nhau không chỉ về mặt kinh tế, bao gồm cả việc mua bán quốc phòng. Nga và Trung Quốc không hề bán vũ khí trực tiếp cho Houthi Yemen. Vậy làm sao Mỹ có thể quy tội cho họ là ủng hộ chủ nghĩa khủng bố? Trong khi đó, hành động chặn biển đỏ của Houthi Yemen thật sự đã gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới nền kinh tế của Israel. Theo một báo cáo của chính tổng giám đốc cảng Elias, thì 85% thu nhập của Israel đến từ việc nhập khẩu xe. Nhưng do mối đe dọa của Yemen, các tàu chở 14.000 phương tiện đã không thể cập bến kể từ ngày 15 tháng 11. Được rồi, lợi ích của Israel chính là lợi ích của Mỹ. Khi lợi ích của Israel bị ảnh hưởng thì rõ ràng lợi ích của Mỹ cũng bị ảnh hưởng là chuyện tất nhiên. Vấn đề bây giờ chúng ta nên đặt câu hỏi rằng liên minh của Hoa Kỳ có dám sẵn sàng tấn công vào khu vực Houthi Yemen hay không? Hay họ chỉ đứng ở biển đỏ để ngăn chặn các máy bay không người lái và tên lửa của Yemen tấn công? Theo suy nghĩ của tôi thì liên minh của Hoa Kỳ chỉ dám dừng ở biển đỏ để bảo vệ các con tàu chở dầu của họ. Bởi vì nếu trực tiếp tấn công Yemen thì họ sẽ thiệt nhiều hơn được. Các bạn phải hiểu là Yemen bây giờ hầu như đã trở thành bình địa. Họ làm gì có mấy tài sản giá trị trên mặt đất đầu trong khi đó thì lực lượng Houthi lại biết mọi mỏ dầu, mọi mỏ khí đốt của phương Tây đang có ở Trung Đông, điển hình là ở khu vực Ả Rập Saudi và UAE. Điều gì sẽ xảy ra khi mà Mỹ dám tấn công vào khu vực của Yemen? Yemen sẽ có thể đáp trả, thậm chí họ chẳng cần tấn công lại tàu chiến của Mỹ, cứ phang thẳng và những mỏ dầu, mỏ khí đốt là những người Mỹ cũng sẽ toàn, giá dầu thô và khí đốt sẽ tăng giá vùn vụt. Lúc này, Mỹ và Liên minh châu sẽ đối mặt với nguy cơ bất ổn lớn chưa từng có, đặc biệt là trước thêm của cuộc bầu cử năm 2024 giá năng lượng tăng cũng kéo theo mọi chi phí sinh hoạt khác cũng gia tăng. Điều này sẽ thúc đẩy những công dân của phương Tây ra đường để biểu tình. Nhìn vào mặt địa chính trị, hóa ra Houthi Yemen mặc dù là một khu vực nhỏ bé mới chính là người nắm giữ chiếc chìa khóa. Và Nga là một trong những quốc gia hưởng lợi nhất trong câu chuyện này. Ngay cả khi dầu thô tăng giá thì cũng chỉ là câu chuyện có lợi cho họ. Bởi Nga là một trong những quốc gia cung cấp năng lượng thô hàng đầu trên thế giới và các mỏ dầu và khí đốt của họ thì vẫn còn nguyên. Trước khi chúng ta nói về vấn đề nền kinh tế của phương Tây đang bị phá hủy ra sao thì cần phải điểm qua những gì mà Israel <laughs> đang làm bởi nó là nguyên nhân chính khiến cho biển đỏ trở thành nỗi ác mộng với cả phương Tây. Vâng, suốt 2 tháng qua Israel <laughs> đã thực hiện một chiến dịch gọi là chống khủng bố Hamas để đáp trả những gì mà lực lượng Hamas đã làm trong ngày mùng 7 tháng 10 vừa qua. Chẳng biết chiến dịch của họ đã tiêu diệt được bao nhiêu khủng bố Hamas như cách cách mà họ gọi chỉ biết rằng đã có hàng chục dân thường Palestine thiệt mạng trên giải Gaza hầu hết đều là phụ nữ và trẻ em tất cả những cái gì liên quan tới luật chiến tranh luật nhân đạo thì họ đều vi phạm hết đây là lý do tại sao mà thế giới này ngay cả những người sống ở phương tây cũng đều nghiêng về Palestine chứ không phải Israel theo một báo cáo của tổ chức y tế thế giới cho biết giờ đây Gaza đã không còn một bệnh viện chức năng nào nữa trước sự ban phát dân chủ của Israel ném bom giải thảm và mọi khu vực dân thường hiện tại chỉ có 9 trong tổng số 36 cơ sở y tế còn hoạt động. Các cơ sở y tế này thậm chí không còn được gọi là bệnh viện nữa. Nó chỉ là một cái vỏ, bên trong đều rỗng tuếch, không có các trang thiết bị chăm sóc, thuốc men, thậm chí là điện nước. Bệnh viện duy nhất cuối cùng còn có khả năng hoạt động trên giải Gaza là al ahi nhưng nó cũng chỉ hoạt động ở mức tối thiểu. Sau những đợt không kích không ngừng nghỉ của phía Israel, bệnh viện chỉ có thể duy trì cho các bệnh nhân cũ mà không thể tiếp nhận những bệnh nhân mới do không đủ các trang thiết bị cần thiết. Tôi sẽ nói thẳng, ngay cả khi Hamas lấy dân thường làm lá chắn như điều mà phía chính quyền Netanyahu nói, thì Israel không có quyền tấn công và phong tỏa mọi bệnh viện, họ đang vi phạm luật chiến tranh. Nói theo kiểu Israel thì Nga rõ ràng cũng có quyền làm điều đó với cả Ukraine, à? nhưng các bạn thử nghĩ mà xem, hơn 2 năm qua Nga có bao giờ tấn công vào bệnh viện hay không? Nếu phương Tây gọi Nga là khủng bố, là xâm lược thì Israel là cái thứ quái thai gì đây? Chưa dừng lại ở đó, theo các báo cáo của tổ chức nhân quyền thì Gaza đã trở thành một nơi nguy hiểm nhất từ trước đến nay cho chính các nhà báo. Tính tới hiện nay, Israel đã sát hại ít nhất 97 nhà báo. Nên nhớ rằng, đây là điều chưa từng bao giờ xảy ra trong cuộc chiến tại Ukraine suốt 2 năm qua. Theo báo cáo từ chính Reuters, truyền thông của anh cho biết, quân đội Israel đã diệt chết nhiều nhà báo trong 10 tuần qua hơn bất kỳ đội quân và tổ chức nào trên thế giới. Quyền tự do báo chí đang bị xâm phạm nghiêm trọng, càng nhiều các phóng viên bị thiệt mạng thì tình hình trên giải Gaza sẽ càng khiến cho thế giới khó nắm bắt. Cũng theo một báo cáo khác từ Liên Hợp Quốc, việc Israel phong tỏa Gaza đã khiến cho toàn bộ người dân ở đây phải đối mặt với khủng hoảng nạn đói. Chúng ta đang nói tới con số 2,3 triệu người, không thể nhận được những điều kiện sinh hoạt tối thiểu. Những chuyến hàng viện trợ nhân đạo ở cửa khẩu biên giới Ai Cập sau những lệnh ngừng bắn ngắn ngủi chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu cần thiết cho người dân. Vâng, từ tất cả những báo cáo này, ai dám hô to rõng rạc Israel là một đội quân chính nghĩa nữa. Đội quân hùng mạnh thuộc top đầu thế giới đang khẳng định sức mạnh của mình bằng việc ném bom giải thảm dân thường và vũ khí mà họ sử dụng lại được viện trợ từ Mỹ. Được rồi, người Mỹ thì luôn nói rằng họ giúp Ukraine vì chính nghĩa, họ giúp Israel vì quốc gia này là một nạn nhân. Nhưng nào có nạn nhân nào lại thảm sát người dân vô tội nhiều hơn gấp hàng chục lần những kẻ mà họ gọi là khủng bố. Hãy nghe Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trả lời trước truyền thông như thế nào kìa. Ông ấy nói rằng Israel chính là nạn nhân trong tình huống xảy ra trên giải Gaza. Mọi người đều muốn Israel ngừng bắn, nhưng hầu như không ai yêu cầu Hamas ngừng sử dụng dân thường làm lá chắn, hạ vũ khí và đầu hàng. Tại sao không đưa ra những yêu cầu tương tự với những kẻ tấn công mà chỉ đưa ra những yêu cầu đối với một nạn nhân? Vâng, người không biết thì nghe thật cảm động. Israel là một nạn nhân cơ đấy. Hãy nghe cả thế giới bình luận như thế nào sau bài phát biểu thương cảm của Blinken. Một tài khoản tên là Turtle và phản hồi như sau. Ông ấy thật sự nghĩ rằng việc lặp đi lặp lại cùng một lời nói dối sẽ khiến cho nó đáng tin hơn sao? Trong khi đó một tài khoản tên Conversation thì bình luận như sau Trong thế giới của Blinken, kẻ chiếm đóng được coi là kẻ bị áp bức và kẻ bị chiếm đóng lại là kẻ áp bức Trong khi đó một tài khoản tên là Africa thì bình luận như sau Thẻ nạn nhân đã được sử dụng để đổi hết mọi tội lỗi này trước nhân loại không còn tác dụng nữa Những hành động tàn bạo khủng khiếp xảy ra ở Gaza đã phơi bày con người thật của họ Nó sẽ không bao giờ giống nhau nữa những gì đang xảy ra ở Gaza sẽ luôn được so sánh tương đương với sự tàn bạo của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Điều này cũng đánh dấu sự khởi đầu của sự tái sinh cho những người Palestine và một cuộc hành trình không thể ngăn cản để hướng tới quyền tự quyết. Vâng, phương Tây. Đặc biệt là Hoa Kỳ luôn cố gắng lờ đi những gì đang xảy ra trên giải Gaza. Nó không phải được bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 trước cuộc tấn công của Hamas, mà câu chuyện này đã được bắt đầu hơn 70 năm qua, khi mà Israel đang chiếm đóng trái phép mảnh đất của người Palestine khiến nó ngày càng bị thu hẹp. Hãy nghe Thủ tướng Netanyahu nói gì sau 2 tháng diệt chủng người Palestine. Ông ấy nói rằng Israel sẽ chiến đấu cho tới khi nào chiến thắng chúng tôi sẽ không dừng chiến tranh cho đến khi hoàn thành tất cả các mục tiêu của mình hoàn thành việc loại bỏ hamas và thả tất cả các con tin của chúng tôi lựa chọn mà tôi đưa ra cho hamas rất đơn giản đầu hàng hoặc chết họ sẽ không có bất kỳ một lựa chọn nào khác sau khi chúng tôi loại bỏ hamas tôi sẽ làm việc bằng tất cả khả năng của mình để đảm bảo rằng gaza không còn gây ra bất kỳ một mối đe dọa nào cho israel Vậy ông ấy sẽ làm thế nào đây? Kế hoạch của Israel rất đơn giản, đó là đánh bom giải thảm, khiến cho tất cả trở thành bình địa, sau đó san lớp mặt bằng, phân lô bán nền để xây dựng những khu nghỉ dưỡng, nhà ở, ngay sát bãi biển, tươi đẹp ở Gaza. Đây không được gọi là xâm lược thì còn gọi là cái gì nữa? Chính người Israel đã cung cấp những thông tin về dự án này, chứ chẳng phải ai khác. Thông tin này đã được đài truyền hình Qatar Al tìm hiểu và xác nhận. Được rồi, chính quyền của Netanyahu ngăn chặn trong tương lai Hamas trỗi dậy bằng việc xâm lược quốc gia của người ta chiếm đất của người ta để rồi phân lô bán nền. Còn ngoài đại dương xa xôi thuộc lãnh hải của Palestine thì lấy mọi mỏ dầu và khí đốt. Còn gì tuyệt vời hơn khi xây dựng một kênh đảo song song với cả Suez cắt ngang qua Gaza. Sau đó những khu nhà và biệt thự nghỉ dưỡng ở đây sẽ bán được với một cái giá cao trọt vọt. Họ luôn nói rằng Nga hay Triều Tiên, thậm chí là Iran là những quốc gia do những kẻ độc tài nắm giữ. Nhưng tôi chưa thấy một ai độc tài bằng chính quyền của Netanyahu lạm sát thường dân vô tội, chiếm đất, diệt chủng được sự hậu thuẫn bởi nền dân chủ giả cẩy tới từ Mỹ. Nhưng phương Tây có thể chiến thắng ngay sao, thực hiện được những kế hoạch mộng mơ như điều họ nói. Đây là một câu chuyện khá là khó nói trước một nhân tố bất ổn như là Houthi Yemen. Nghe thì có vẻ tôi so sánh không hề tương xứng. Houthi chỉ là một lực lượng phiến quân vô cùng nhỏ bé. Một quốc gia nghèo đói đã liên tục bị Mỹ không kích trong nhiều năm qua. Nhưng họ lại dám ngăn chặn mọi con tàu có yếu tố Israel và phương Tây đi qua biển đỏ Bất chấp tính tới thời điểm hiện tại, liên minh do Mỹ cầm đầu đã huy động được 20 quốc gia tham dự để điều hàng trăm tàu chiến, tàu khu trục, các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái tới để bảo kê. Tôi xin nhắc lại là liên minh hồ giấy do những người Mỹ cầm đầu đã điều tàu chiến tới biển đỏ để ngăn chặn một quốc gia thậm chí bé bằng móng tay út có GDP là 23 tỷ đô la chỉ bằng 0,1% GDP của Hoa Kỳ là 23.000 tỷ đô la. Ấy vậy mà những người Mỹ còn không dám chiến, phải kêu gọi hàng chục quốc gia cùng nhau tham dự họ đã từng đề cập với ả rập saudi ai cập và uae nhưng các quốc gia này đều từ chối lý do tại làm sao thì là do thủ lĩnh của yemen đã dọa dẫm rằng nếu các quốc gia trên mà dám tham dự thì họ sẽ tấn công vào mọi mỏ dầu mỏ khí đốt trong lãnh thổ của ả rập saudi ai cập và uae giờ đây mỹ lại tiếp tục kêu gọi trung quốc tham gia vào liên minh thịnh vượng của mình để cùng nhau chống lại houthi yemen nhưng trung quốc đã hoàn toàn phớt lờ chiến dịch này Tại sao họ lại phải quan tâm tới những thiệt hại của Hoa Kỳ trong khi Nga, Trung Quốc và Iran thì đang hưởng lợi đơn hơn lợi kép? Theo báo cáo của cơ quan truyền thông Iran, thì sự liên kết giữa Iran, Trung Quốc và Nga đang thật sự bùng nổ. Phía hầu thì Yemen đã cực kỳ chính xác trong việc không ngăn chặn các con tàu chở dầu, không phải của phương Tây. Công ty thu thập dữ liệu Kepler chỉ ra rằng dầu của Iran và Nga cũng như các tàu chở hàng của Trung Quốc và các tàu không phải của phương Tây đi trên biển đỏ đã gia tăng đáng kể kể từ khi người Houthi Yemen bắt đầu nhắm vào các mục tiêu tàu liên kết với Israel. Hải quân Trung Quốc thậm chí còn phớt lờ một cuộc gọi cấp cứu khẩn cấp từ một tàu có liên kết với Israel. Câu hỏi bây giờ được đặt ra là tại sao Trung Quốc lại có xu hướng nghiêng về lực lượng Houthi Yemen chứ không phải là Mỹ? Câu trả lời rất đơn giản, ngoài những lợi ích về mặt kinh tế ra, thì trước sự bất ổn trên biển đỏ, Sáng kiến một vành đai, một con đường của Trung Quốc đang thật sự phát triển mạnh mẽ, nó khiến cho quá trình này được đẩy nhanh hơn. Vì rất nhiều các quốc gia, ngay cả phương Tây cũng muốn tìm ra những con đường mới để tránh những rủi ro như vậy có thể xảy đến tiếp tục trong tương lai. Trong khi đó phía Nga cũng đang thu lợi đơn lợi kép. Họ tiếp tục sử dụng eo biển Suez để vận chuyển hàng hải mà không gặp bất cứ sự can thiệp nào của lực lượng hào thì. Nói một cách dễ hiểu và đơn giản thì những con tàu chở dầu và khí đốt của phương Tây bị chặn lại, con tàu của Nga thì không. Về mặt bản chất, Nga đang hưởng sự độc quyền trong việc khai thác hàng hải trên Biển Đỏ, một trong những tuyến đường quan trọng nhất nối liền thương mại giữa lục địa châu Á và châu Âu. Như vậy có thể nói rằng chỉ có Mỹ và phương Tây là đang thiệt hại, thậm chí Hoa Kỳ giờ đây đã chính thức thu cuộc trong cuộc chiến với những người Yemen. Những tưởng rằng liên minh bảo vệ sự bầy đàn sau khi được thành lập sẽ tấn công vào Yemen để ngăn chặn những hành động trên Biển Đỏ, nhưng không, Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố rằng Họ không dám tấn công vào lãnh thổ Yemen mà chỉ sử dụng những con tàu chiến cùng với cả liên minh để bảo vệ các tàu chở hàng của họ. Thông tin này được dẫn nguồn từ chính cơ quan truyền thông AP độc lập. Vào lúc này tôi chỉ có thể nói rằng xin chúc mừng lực lượng Houthi Yemen, các bạn đã chiến thắng trong một cuộc chiến bất đổi xứng. Được biết rằng tuyên bố của Hoa Kỳ được đưa ra sau tuyên bố của lãnh đạo Houthi là Ansarullah. Ông ấy nói rằng nếu mỹ dám kích động chiến tranh với cả yemen họ sẽ phải đối mặt với một kết quả thảm khốc hơn những gì xảy ra ở afghanistan và việt nam mỹ đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể tiến hành các cuộc tấn công và chấm dứt xung đột nó sẽ chỉ kéo theo một cuộc chiến tranh toàn diện chúng tôi cảnh báo hoa kỳ để tránh sự ngu ngốc này xảy ra vâng trước những lời đe dọa này thì hoa kỳ thật sự đã rén họ đã thổi ý định tấn công trực tiếp vào yemen thay vào đó kêu gọi bầy đàn lôi tàu chiến ra để bảo vệ các con tàu thương mại của mình nhưng họ sẽ phải tốn bao nhiêu tiền để bảo vệ đây. Trong khi Houthi chủ yếu sử dụng những máy bay không người lái có giá rẻ trị giá chưa tới 2.000 đô la, còn những tên lửa phòng không của Mỹ thì có giá trị 2 triệu đô la. Nếu như Iran, Trung Quốc và Nga cung cấp cho Houthi 1.000, thậm chí là 10.000 máy bay không người lái, thì để có thể bảo vệ được những tàu thương mại, Hoa Kỳ và Liên minh sẽ phải mất tới hàng tỷ tỷ đô la. Chưa kể tới, những con tàu thương mại sẽ không bao giờ chịu rủi ro như vậy. Họ không dám đi vào khu vực biển đỏ, nơi đang xảy ra chiến tranh. Thay vào đó, họ sẽ phải chọn một con đường khác an toàn hơn nhưng xa hơn cũng kéo theo nhiều chi phí gia tăng. Trên kênh truyền thông CNBC của Mỹ đã có một bài viết với tiêu đề Giá cước container đạt tới 10.000 đô la khi mà lạm phát vận tải đường biển tăng vọt trong cuộc khủng hoảng trên biển đỏ. Báo cáo chỉ ra rằng, tính tới hôm nay, ngày 22 tháng 12, 158 tàu chở hàng của phương Tây chứa 2,1 triệu container hàng hóa đã chọn lộ tuyến khác thay vì biển đỏ. Lô hàng này ước tính có giá trị lên tới 105 tỷ đô la, Trước khi Houthi Yemen chặn biển đỏ thì mỗi container có giá bảo hiểm là 2.000 đô la Nhưng bây giờ nó đã lên tới 10.000 đô la Như vậy 158 tàu chở hàng này thiệt hại ít nhất gần 17 tỷ đô la tiền trưng lệch Đây là còn chưa tính các chi phí khác khi thay đổi lộ trình Lộ trình mới sẽ phải kéo dài hơn ít nhất 1 đến 2 tuần để có thể đến được những nơi cần đến các bạn thấy đấy, làm sao những con tàu chở lô hàng trị giá lên tới 105 tỷ đô la có thể dám đi qua biển đỏ, khu vực đang xảy ra tranh chấp, vô cùng nóng bỏng. Nhưng nếu không đi qua biển đỏ Thì kẻ tổn thất nhất lại chính là Israel và Hoa Kỳ Sau đó tới châu Âu Vậy nên Trung Quốc, Nga, Iran Mới thật sự là những người đang hưởng lợi trong cuộc chiến này Trong khi đó Mỹ và Israel Đang bị xa lầy trên giải Gaza Mà chưa biết tới bao giờ mới có thể chiến thắng Còn tất cả các bạn Các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này Xin hãy bình luận ở phần bên dưới Nếu xem nào có thừa tiền lẻ năm hay 10 nghìn thì cũng có thể ủng hộ cho kênh theo thông tin bên dưới góc phải màn hình nó giúp cho kênh có thể tồn tại bởi vì kênh có rất ít tiền quảng cáo do bị đưa vào tầm ngắm xin cảm ơn các sếp rất nhiều và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo